Làm tóc xoăn mà không cần nhiệt nó ra lơi đẹp xuất sắc như thế này thì cần gì dùng đến máy móc nữa đúng không mọi người ơi? Đây là kết quả 100% nhờ kẹp càng cua đủ lâu á, mọi người có tin không? Không cần dùng máy uốn Dyson, không cần bấm phồng chân tóc, không cần uốn nhiệt hay uốn xoăn tự động gì luôn, tất cả chỉ là nhờ ba chiếc kẹp càng cua này thôi đó. Đây là 5-6 tiếng sau khi mình đi ăn về, độ giữ nếp không thua gì dùng nhiệt, mà nói về độ lơi thì mình ưng hơn cả dùng máy uốn nhiệt đó mọi người, tại vì nó siêu tự nhiên luôn. Bình thường mình chỉ dùng 1 hay 2 chiếc kẹp càng cua thôi là nó cũng đã ra sóng lơi rồi mọi người. Nhưng hôm nay mình chia tóc làm 3 phần, dùng 3 cái kẹp luôn. Cứ để như vậy rồi đi dọn nhà, xong đến lúc thả tóc ra vượt ngoài sức mong đợi, quá trời là ưng luôn mà còn giữ được lâu nữa. Là đi uốn tóc ở salon về, tóc có đẹp đến mấy mà về nhà mọi người không biết chăm sóc, không dùng kẹp càng cua hay những phương pháp để mà làm tóc mình xoăn thì cũng như thất bại rồi mọi người. Mình zoom sát lại nè cho mọi người coi cái cách xoắn tay nha, cứ làm như vậy đến khi mà quen thì rất là dễ và siêu nhanh luôn ấy. Mà kẹp càng cua lên như vậy tóc mình nó chắc chắn lắm nha, mình ngủ trưa dậy hay là mình hoạt động làm việc nhà nó cũng không thèm rơi ra luôn á mọi người. Bảo vệ tóc tránh xa sự tác động của nhiệt được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Nhưng mọi người có để ý là từng sợi tóc của mình rất bóng và rất mượt không mọi người, đó là có bí quyết hết nha. Cơ địa tóc mình vốn dĩ là sợi nhuyễn, không có độ bồng và bẹp sát vào da đầu, rụng nhiều vì hậu Covid, hói trán do thói quen cột chặt lâu ngày, đuôi tóc nát hoàn toàn do uốn nhuộm và bấm liên tục, lại còn sơ sát sau khi uốn ở salon về nữa mọi người. Và hiện tại cho đến bây giờ, tất cả các tình trạng đó mình đã khắc phục được đến 90% và có được mái tóc như hiện tại để đón Tết đây. Mình cảm thấy chăm sóc tóc thực sự không khó như chăm sóc da đâu mọi người. Mình chỉ cần hiểu được vấn đề tóc mình đang gặp phải là gì để chọn đúng sản phẩm chăm sóc và cải thiện thôi. Ví dụ mình muốn kích mọc tóc, giảm rụng thì đã có oil treatment. Mình muốn trị bết kiềm dầu làm tơi và bồng tóc thì mình đã có dầu gội AAH không sunfat, không paraben và không silicon. Tóc mình sơ rối, hư tổn cần phục hồi thì có kem xả biotin. Còn muốn bảo vệ tóc khỏi nhiệt, hỗ trợ kích mọc tóc, giúp tóc vào nếp và giữ nếp lâu hơn thì mình chọn xịt dưỡng biotin nha. Còn ai mà muốn có một mái tóc đẹp toàn diện thì kết hợp cả 4 sản phẩm như cho anh nha mọi người.